Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 9, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Trí Mãnh, 42 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia thịnh, cùng 4 đồng phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả. Theo đó, Trần Chí Mãnh là người từng khai chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi, thời điểm đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đi nơi khác. Tuy nhiên, ông Mãnh lại gặp băng nhóm lừa đảo. Ông Mãnh là bị cáo trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả, nhưng là bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bốn bị cáo còn lại trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả, bao gồm Hồng Mỹ Thi, Vợ Mãnh, Chu Đình Thiện Chí, nhân viên quản lý, thiết kế quảng cáo các trang web của công ty Gia Thịnh, Nguyễn Văn Có và Trần Kỳ Nam, nhân viên quản lý kho nhất theo cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định, vợ chồng Mãnh có vai trò chủ mưu sản xuất hàng giả có giá trị tương đương hàng thật gần 780 triệu đồng. Trong quá trình mở rộng điều tra, công an phát hiện từ năm 2018 tới tháng 3 năm 2021, bị cáo Mãnh có hành vi không kê khai số tiền kinh doanh hơn 160 tỷ đồng. Qua đó, Mãnh đã trốn thuế gần 49 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, tại phiên tòa do vắng mặt nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.